muốn gì con nói hẳn trên 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 mạng à. Rồi, có ông bà cô chú người ta nói thì sao, con có năn nỉ mẹ con gì à? Được không, con nói đi, đi đó đi con. Đấy, đi Duy á, Duy Kiều Duy, con có muốn gì con nói hả? Không, để cho mẹ con hiểu, con luôn biết biết con gì là đấy thì sao, con cứ nói đi, con đừng khóc. Có gì đâu mà khóc, khi nào mà con có con rồi đó con mới thấy biết thương mẹ con. Lớn rồi có gì đâu mà khóc, con nghe như lết sao có con được. Xin xin con luôn, con nói làm sao để cho hả mẹ con mát lòng mát dạ nè. Từ bữa đến giờ rồi mọi người ai cũng vất vả với con nè. Nói sao mà sau này mẹ chấp nhận được cho tình yêu của con nè. Khóc nó không giải quyết được vấn đề, con hiểu không? Mới xe, sát được kia đi được đi. Con đâu có biết đâu. Không, chỉ, nó chỉ đường đó cũng đúng. Vậy mẹ này ngủ hả? Mẹ bệnh dạ. Gì? Lỡ mà con Bi nó hay nói là chị có tính với nhỏ này không? Như gì không? Thì chuyện đó em không biết, thì miễn nó thay đổi đi. Đó. Thay đổi tính tình lại đàng hoàng đi, sống đàng hoàng đi. Nhưng bây giờ cái máu gì là mình thấy cũng không có được nữa. Là chia cắt nó cũng không tốt đúng không? Chia cắt tình duyên cũng tội. Em tức con cái mà nó nói chuyện với em, giờ thấy nãy anh thấy không? Nó tài ngang với em. Em nhìn thấy là con Chi này nó mê dữ lắm rồi đó. Con gái mình nó mê con ta. Ừ, nó mê dữ lắm. Hồi nãy gì vậy, nó mượn điện thoại nó nhắn cho con Bi nữa hả? Ừ. Nãy con nhắn gì con? Tại nó nhắn tin mẹ con thấy không có trả lời. À, nó nhắn gì cho con hả? Trời ơi, nó nói hỏi về tới đâu rồi. À, hay không quan tâm. Đang ghé một về nó hỏi là có gì cho nó xin lỗi mẹ con. Xin lỗi à, đó đó. Cho xin lỗi hả? Dạ. Rồi thì này nên nói với mẹ coi sao. Con nói với mẹ. Con nói với mẹ luôn. Con phải thay lời của bạn con nói lại cho mẹ để lấy được cái tinh thần cho mẹ chứ. Đây mẹ nó ơi, tha lỗi cho con. Cho nó là mai nó đi Sài Gòn nó gán làm gì nó thay đổi. Mai đi rồi ha. Mai đi thì nó gán thay đổi được rồi về cha mẹ mới tính. Đó nó nói với mẹ là mẹ không chịu cái tánh tình của nó rồi. Con nói nó gán thay đổi thì rồi vợ chồng mình sẽ gần nhau. gán thay đổi thì không, như phải cho nó tinh thần nữa. Chứ không cho tinh thần mẹ tình yêu mà. À, sao em tức em, cha mẹ của nó, cha mẹ em với chồng em mà không có cái máu đó mà sao sanh con ra cứ dành cái máu đó không biết luôn đó. Cái đó là tự nhiên chị ơi, mình đâu có cái này giống như là cái tạo hóa cái nghiệp á, cái nghiệp của mỗi một con người em phải thông cảm. Chứ không phải mà tự nhiên nó hít con gái, không phải là tại máu mình đâu mà tại cái nghiệp á, cho nó hít mà nó hít con gái. Thời mạn pháp bây giờ đấy, nó sinh ra con người luôn. Chị thấy bên trên mà biết bao nhiêu như người đâu, những cái cặp là cưới nhau, trai trai gái gái cưới nhóc. Em cho anh thấy em lướt em coi đó, em nói hai coi thằng trai sao cưới kỳ trời mà trên xã hội có chấp nhận không mà làm vậy. Gia đình người ta cũng buồn đó. Đau khổ giống như mình vậy đó mà ta cũng phải chấp nhận đấy em. Lúc trước con nhỏ đó Bình Dương ấy ha, là bà già nó với ông già nó kêu có một đứa con gái à, kêu nó có chồng rồi à. Mà nó không có chịu có chồng, có một ngày đó cái đầu nó viết tâm thư nó nói là nó không có chồng được, ba mẹ đừng có buồn con, nếu mà mẹ ép con nữa con sẽ tự tử á, nó không có đi tự tử. Bà kêu ba ép nó có chồng hoài mà nó u môi sao có chồng được, thì con, em nói từ nào nó sửa đổi tánh tình đi lo tụi tấm làm ăn đi là u môi chuyện đó em mới tính tiếp chứ giờ tánh tình của nó vậy là em không có thích nè. Đúng rồi, mẹ nói vậy là chính xác đó. Bây giờ Duy nghe mẹ nói rồi đó. Lượt gạt nay lượt gạt mình một chứ mơ mốt nó dành con Duy, nó cứ nói cưới con Duy được rồi vậy mơ mốt nó lượt gạt mình thành 10 luôn. Tại càng ngày càng lượt gạt mình. Có một đứa con gái gạt chị đó mà nó nhỏ này cũng hăm mấy vào 10 rồi, người ta kêu con có chồng rồi thằng có cháu ngoại. Nhà giàu lắm nha. Nhà đó. Có duy nhất đứa con gái đó. Nó nói là con không có thể mà nó không có tâm sự với ba mẹ thì nó đi từ từ đó. Nó buồn nó trầm cảm, ba mẹ nó kêu có chồng ngoại nó trầm cảm nó viết công thư rồi nó đòi tự tử. Gia đình không có biết. Ngăn cản nó giấu. Mình không biết, nó vẫn cứ làm phụ nữ bình thường rồi đó. Đến lúc mà mình thường luôn nhưng mà bà kêu có chồng mà nó không chịu. Mà nó cũng có con trai thương nó nữa mà nó không chịu.
luôn á, nghe đau khổ quá mà giờ biết sao rồi. Con phát hiện là con thương gái là từ lúc nào vậy? Còn đi học luôn. Còn đi học luôn hả? Dạ. Đi học luôn đó, con thương ai? Con thương bé nào? Có thương không? Lúc đó là chưa để ý. Con chỉ biết thích thôi, thích chơi với bạn nữ thôi. Thích chơi với bạn nữ là chứ. Con thích với nam. Vậy mẹ có biết đâu? Mẹ thấy con mặc đồ nam, đồ nữ không mà mẹ đâu nghĩ con. Dạ, em mới sắm đồ nữ cho nó không mà đâu biết nó giới tính nó vậy đâu. Nó đâu thích mặc đồ nam đâu hả? Con thích đồ mặc đồ nam hay đồ nữ? Thích mặc đồ nữ đó. À, con vẫn thích đồ nữ nhưng mà con cái là con còn thích. Nó là người nữ đó. Mà nó thích cái nó thích cái, bạn gái. Bạn gái là thành con trai. Ờ đúng rồi. Nó thích lét chứ nó không thích là con trai thẳng. Không phải là thích con trai thẳng á. Là cái máu nó vậy rồi. Nhưng tiếng thì đừng không thích video đi rồi rồi có nói tiếng không biết. Trời ơi là trời bó tay. Nó trên đồng ngữ dân thì thấy. Hai chồng sống không hiểm đó. Trời ơi lúc đó chắc mình ta đi đi bán lì xì bự lắm à. Tính thì đi ca rồi tiếng thì đi chứ quay. Con ngoan đi mai mốt đám cưới con là cô chú qua đi lì xì cho con nè. Chúc phúc cho tụi con nữa. Ừ, con ơi. 3 năm nữa đi. Để nghe mà con ba... nói nó mà đi gắn đi Sài Gòn làm kiếm tiền mừng rồi. Ừ, dẫn con về quê để làm cái gì? Nó nghe nó con kia đi Sài Gòn làm mà để sửa đó nó cũng đau lòng buồn. Ừ. Đi Sài Gòn làm là có tiền rồi sau này làm người tốt rồi về mới làm chồng mình được chứ. Chứ bây giờ mà hả hai đứa lông bông vậy mẹ càng đau khổ hơn. Làm cái xấu gì trả lời vậy đó. Sao rồi mà thành công được đi về xứ mình cái người ta còn kêu view nữa. Rồi ăn mới nhậu nữa rồi à. Sau này không có tiền thì tụi con đi làm gì? Đi ăn cướp á là chết. Anh thương là phải làm ăn là phải lo làm ăn. Dạ. Đó, phải làm ăn có sự nghiệp dạ. Cho mẹ thấy. Có sự nghiệp. Đó. Mẹ mới già chứ. Rồi con xuống dưới đó rồi con không có tiền gì hết trơn rồi suy nghĩ là con muốn đi đâu chơi rồi sao đi đâu được rồi hai đứa không có người chiếc xe người ta rủ rỗ kẻ xấu người ta kêu đi buôn bán heroin cái là chết luôn thì không có tiền rồi nó ngủ đi vòng đường tội lỗi rồi sao mấy đứa này không dám bán đâu lúc không có tiền lên thì ai biết trước được là cái gì chả dám làm hay nãy nó ôm hay đứt ruột rồi nói nó càng đau khổ hơn. Khóc nữa con. Em nói thiệt hồi nãy nó đó lời với em ấy, em tính lại giọng nó mà em, cái tâm em suy nghĩ nó con người ta cũng đẻ gai ăn như con mình mà quýnh con người ta cũng biết đau chứ. Nó có hề hứa gì chứ con không? Con với thằng Bi á. Hai đứa có hề gì chưa? Nó ráng làm. Thì ráng làm đi. Không, lúc trước kìa cái lúc mà mới quen nhau á. Còn quen nhau á chứ không phải là lúc hai này. Đứa mới quen nhau á, hai đứa có thể hẹn non hẹn biển gì không? Sao? Hai đứa con có thề với nhau gì không? Không, hên quá, chưa có thề. Chưa có thề là còn nhẹ lắm, không sao. Nhưng mà không có... Nó có rủ con đi trốn lần nào chưa? Không, không có rủ, từ bé này theo mà. Tự con đi theo nó hả? Dạ, nó chỉ rủ là đi có gì qua làm chung thôi. Chỉ rủ đi làm chung với nhau thôi. Chứ nó không có rủ bỏ nhà đi. Sao làm mà... chung thì chừng nào nó lên Bình Dương rồi con xin mẹ con đi làm lại là nó lúc đó lên làm chung rồi. Tại đảm nên chảnh không có làm. Không có việc làm hả? Có làm. Mấy đứa làm cái gì chảnh? Lúc trước nó làm bảo vệ. Con kìa, con làm cái gì trên Bình Dương? Con bên Sài Gòn cũng mới quen. Con bên Sài Gòn là con làm công việc gì bên Sài Gòn? Công ty gì? Công ty dép mà. Rồi sao con không làm mà tự nhiên cái con qua Bình Dương con chơi bờ gì? Tại nó muốn cười lộn với bà chị. Lộn với bà chị hả? Dạ. Bà chị ở với bà chị khó khăn quá hay sao? Dạ. Rồi có cự lộn với bà chị. Rồi vô là lúc đó là con với Vi là làm chung một cái công ty ở giày dép ở không nó làm bên con Bình Dương. Ủa sao con gặp nó được? Quen trên mạng hả? Đợt làm bên Hóc Môn hồi năm ngoái. Quen trước rồi ha, rồi về hai đứa vẫn giữ liên lạc ha. Dạ. Lúc đó là ai nói thương ai trước? Nó hả? Nó nói ha. Dạ. Rồi con có nói là con thương nó không? Con cũng rồi hai đứa giờ dính luôn. Cười gì ông Di nó cười rồi. Vậy đó mà nó không gạt em á, nói em hỏi nó gì nè. Di mẹ hỏi thiệt con nha. Chồng có cha nhà mẹ hỏi thiệt con nha. Mẹ hỏi thì con còn qua lại với ông Bi không? Nó nói không, con không còn qua lại nữa. Thì nói chuyện
mẹ với người lớn cái gì nó cũng phải giấu nó trốn mà trơn á, bởi vì mình mới tức mình đi tìm. Cho nên bây giờ con không được giấu mẹ nữa, nói con phải nói thật. Con nói hẳn ra đi. Mỗi lần mà mẹ con biết, giấu mẹ em biết em mới hiểu cái tâm trạng của nó không nói mà cứ nói có nó giấu hoài ai biết đâu mà ấy. Bởi vì mốt con gì con nói hẳn lên, bây giờ con nói con yêu. Trời yêu luôn. Yêu là yêu mà không là không, không được giấu, không được nói giấu. Con có thương ai á, kêu ba mẹ người đó lên, người đó có thương con kêu ba mẹ lên. Hỏi cứ cả luôn cho. Nói chung mà cái tổ nít mà mới lên mới kêu là nó giấu dữ lắm. Đúng rồi. Không bao giờ nó thiệt. Giấu mà. Sợ, sợ, tại sợ chứ không phải gì, sợ ba mẹ cấm cản. Sợ gia đình ngăn cản. Đúng rồi. Là nó mới mười đứa là nó giấu hết mười rồi. Đúng rồi. Cho nên mình làm cha làm mẹ mình cũng phải thông cảm đi. Đúng là bây giờ khuyên sợ con á là đi làm cái này cái kia tầm bậy tầm bạ, hay là người ta bán quán cà phê, hay là làm gái, hay làm gì mới đi kiếm đó. Sợ con làm gì điểm xấu đó. Đúng không? Hoặc là nhiều khi á chỉ chỗ con nói này chỗ kia là được rồi. Bán nhiều khi bị gạt người ta bán con vô động này kia, lúc đó cũng khổ không? Mà bán con ra nước ngoài cái nữa lúc đó còn khổ gấp 10 lần nữa. Kêu ba mẹ con chuột rồi tiền đâu mà chuột. Không có tiền trong nhà, có đâu tới chục con. Ba mẹ cũng phải đào ra chứ sao giờ. Cái nhà bi giàu không? Trời ơi, nhà nó nghèo dữ lắm luôn, giàu à, giàu. Nhà đâu? Con thấy nó có cái nhà trên Thủ Dầu Một. Có nhà Thủ Dầu Một đó hả? Dạ. Thế sao phải đi mướn phòng trọ ở? Cái đó gần chị đó nữa. Tại chị nó độ làm vòng của nó. Mấy nhà anh kia bự không? Nhà tường hay gì vậy? Con thấy có lầu. Có lầu ha. Có lầu mà sao mẹ đi bán từ tấm dưới xuống? Sao mẹ không bán dưới xuống? Không phải đâu con ơi. Cái đó là mướn thôi. Không phải mướn hả đâu, mướn. Hay là ở chung cư. Ở chỗ bạn bè nữa. Hoặc ở bạn bè hay là ở hay là nhà của chị làm đó. Cái công việc chứ gì nếu đó. Mà nhà tại con có lầu chị dâu đó mà hỏi đó. Mà mẹ không bao giờ mà đi làm. Con không có biết. Chị dâu nó nhiều khi gạt con nữa đó. Bây giờ không quan trọng giàu với nghèo, bây giờ quan trọng là hai đứa biết tính toán làm ăn, biết làm người tốt là được rồi. Con là con không biết suy nghĩ biết sao không? Nếu mà nhà có lầu á là nhà khá rồi, mẹ nó không đi bán vé số. Không có đi bán từng tấm vé số vậy đâu, rồi ở những cái phòng trọ rất là tồi tàn vậy, con hiểu không? Đó, cái đó là con bị gạt rồi, không có gì đó. Mấy chú lớn rồi, mấy chú biết hết trơn à. Mấy chú mấy cô từng trải nhìn còn khổ hơn mẹ con nữa. Nhà nó khổ nhà con. Con khổ thế mà nhà nhìn nhà bạn còn khổ hơn nữa. Ăn uống gì đâu mà thấy giàu ăn giỏi. Thấy ăn uống gì vậy? Thường ở trong nó làm đồ ăn được hợp cái khẩu vị của con không hay gì? Hả, con làm thì nó nấu con chứ con đâu cho bà đó nấu đâu. Ờ vậy là hai đứa ăn chung hả? Dạ. Có chỉ có con nói ăn thôi ha. Dạ. Chứ bà đâu ăn thì bà làm riêng quá. Bà nào? Dạ. Cái bà nhậu hồi nãy vậy? Bà nhậu nãy ha. Dạ. Cái nhà đó ở bao nhiêu người vậy? Mà thì con với hai chồng á, mà bà đó đâu phải nhà của bà nó đâu. Nhà đó của ai? Nhà của ổng mà tay hình như ổng với bà quen, vợ ổng chết rồi. À, vợ ổng ngồi trên bàn thờ lúc mình tới mình thấy đó. À, cái bà giống như cái bà đó giống như là làm bé đó. Vậy của ông đó là cậu của nó hả? Thôi mình tập trung vô đây đi. Thôi chuyện đừng có chuyện ta đừng nói. Tập trung vô đây thôi. Đâu mình nói thôi chứ mình đâu có nói gì. Vậy là con biết làm đồ ăn hết hả? Dạ. Ừ, giỏi như ta. Bây giờ về phục vụ. Nhà nó có nấu cơm này kia đâu chứ. Biết làm đồ ăn không mẹ? Dạ không, tại vì cái bếp ga đồ này kia em đâu dám cho nó xài đâu. Đó, thấy chưa, ở nhà là mẹ đâu chỉ có rửa chén nấu cơm thôi. Ở nhà là ba mẹ thương vậy thôi, chứ đi là phải tự làm biết hết trơn rồi chị ơi. Biết trơn hả? Biết trơn hả? Nhiều khi nó làm đồ ăn giỏi nữa không chừng. Ở đây có bán thịt quay nè, Quang ơi, mua ở đây thì còn ngon á. Hả? Hôm trước mình mua chỗ cho bé Hiền á. Mua gì? Vịt quay đây này ha. Hôm trước mình mua tiệm ở đây này, cờ đỏ này ha. Hôm trước nhớ mình mua bé Hiền không? À, chị mua ha. Ừ, chỗ tiệm nó ngon đó. Ăn ngon không? Ôi, có con gà rồi. Mình mua thêm con vịt quay nữa đi. Đông mà. Ăn hết không? Sao không? Có con Vi rồi, thích ăn gì? Thích ăn thì Vi, mua cho Vi chứ. Vi. Vi thích ăn thì là mấy cô chú mua cho con à? Chiều con hết mình á. Ủa cái hàng, hàng Bi là tên trong giấy nó tên Bi luôn hả? Úc. Hả? À, tên Úc. Úc. Thị Úc. Nó mua đây hay là đi về bên kia mua? Úc, Nguyễn Thị. Thị Úc. Nó tên họ gì á? Thị Úc. Thị Úc. Mẹ nó gì? Thị Na. Thị Úc. Nó tên Thị Úc ha. Nếu mà mua thì rẻ, đừng là vô, còn không thôi về bên kia mua. Có bao nhiêu anh em con biết không? Hai em anh. Nó có hai chỗ đó. Là chỗ anh ở đây thì rẻ ở đây nè. Nó 4 người, 5 người mà chết hết người. Chết người, cũng có gì
xanh mà, đang chạy vào xong đứng lại làm chi? Đứng chỗ đó. Đó. Người ta chạy qua thôi. Thôi đừng buồn nữa con ơi. Cố lên đi. Thì nó nói nó cố gắng nó mặn nó ra nó sửa đổi tính tình nó đi rồi mẹ tính nữa. Chứ giờ còn nhỏ tuổi quá thì đâu có được. Giờ con cũng chưa có đủ tuổi nữa. Đủ tuổi kết hôn đi thì mẹ gả con. Hai năm nữa con ơi. Mới có 10 16 à. Hai năm nữa là có chừng thằng kia nó làm có sự nghiệp. Hai năm yêu con đó. Hai năm nữa rồi chừng dán con nó lấy nó kiếm nhỏ khác báo. có khi nào gì không? Hả? À? À? Không cái nào chú nói thiệt á. Xa mặt cách lòng á nghe. Chị ghê lắm á. Chị thắng. Phải chơi thắng nha. Thắng luôn. Tên không quê rồi. Thắng lát nữa lên cao tốc. Lên tới cầu thang. Cái đó là chú nói là chú nói thiệt. Tại vì nhiều khi á mình xa mặt rồi cách lòng đó. Chảnh nó gặp nhỏ nào bén bén hơn Kiều Di nữa rồi chị chết luôn rồi. Giàu hơn Kiều Di nữa. Lúc đó là rồi đó rồi. Lúc đó Kiều Di nó quen cái một chứ gì. Trời ơi, chuyện nhỏ cái gì hả? Nó nghỉ thương con đâu cần nữa đâu. Con không cần nữa, ta kiếm người khác mà. Ta kiếm người khác đeo đuổi. Thay vì chơi ngoài cười với trong lòng nát á chứ. Tàn nát chừng rồi. Tàn nát. Thôi, hay là nói nữa. Nói chung là Kiều Di vẫn còn rất nhỏ. Mình phải dạy, phải uốn nắn em thêm. Mẹ chịu khó quan tâm, đánh vào tâm lý một chút. Mấy đứa mà nó u môi gì nó có đứa nó chịu làm ăn nó giàu lắm. Giàu lắm. Nó bán hàng online một cái. Nó bán đó. Online hay nó bán đắt chữ lắm luôn. Dữ dằn luôn. Tại vì sao? Em á chị có người đó cũng cũng gan như tụi này vậy nè. Mà người ta làm người kia đeo vàng có khúc luôn. Đấy. Mấy đứa này nó còn nhỏ. Nó còn ham chơi á, nó chưa định hình á. Khi nào nó định hình rồi nó làm là nó có sự nghiệp. Tại nó không có mặn á chứ nó mặn là bao nhiêu lâu đâu. Đấy. Trưởng thành cái đó có giàu lên là nhớ chú nha, nhớ mấy chú nha. Cười. Tội nghiệp á. Nhớ mấy chú làm từ thiện á. Có nó chạy chậm. Mấy phút rồi.